Màn trình diễn của Messi ở trận gặp Nice Nguồn Cát hồi giữa tuần bất ngờ bị Nice cầm hòa không bàn thắng trên sân nhà ở vòng 16 trong trận đấu ăn mừng chiến tích quả bóng vàng thứ 7 của Lionel Messi. Siêu sao Argentina chơi năng nổ và tạo ra nhiều pha bóng đáng chú ý, nhưng cả anh lẫn các đồng đội danh tiếng đều không thể một lần tìm được mảnh lưới đối phương. Dù đang chơi nhiều hơn Marseille một trận nhưng đã bỏ xa đối thủ tới 11 điểm. Đây là khoảng cách tương đối an toàn với đội bóng thủ đô. Cuối tuần này, sẽ có chuyến làm khách trên sân của Lens 3:05:12, trong trận đấu mà họ cần phải có 3 điểm để đảm bảo khoảng cách an toàn với Marseille, đội ra sân sớm nhất ở vòng 17 trước Red 23:04:12. Messi, đặc biệt là Kylian Mbappe sẽ có cơ hội sửa sai, nhất là khi chân sút người Pháp đã phung phí nhiều cơ hội rõ rệt của ở trận hòa trước Nice. Đối thủ của họ ở trận tới đang trải qua chuỗi trận kém cỏi, mất điểm 4-5 trận gần nhất. Tuy vậy, với việc đã ghi tới 12 bàn trong 4 trận sân nhà gần nhất tại Ligue 1, Lens sẽ nhâm nhe chờ cơ hội gây bất ngờ. Nếu có thể hạ, cơ hội nhảy vào top 4 của Lens sẽ rất sáng khi họ hiện đang xếp thứ 5 và kém 3 vị trí ngay phía trên lần lượt là 1, 2 và 3 điểm. Dòng 17 Ligue 1 cũng sẽ chứng kiến một cuộc đối đầu thú vị giữa Bordeaux và Lyon 2:45:06:12, những thế lực cũ của giải đang nỗ lực tìm lại hình ảnh. Đón xem Ligue 1 kỷ nguyên Messi với video ghi đi nhanh nhất trên 24h.com. Việt Nam ở mùa giải năm nay, 24h. Việt Nam tiếp tục phục vụ bạn đọc với video ghi li bản quyền giải Ligue 1 ở Việt Nam. Bên cạnh đó, 24h.com Việt Nam cũng là nền tảng duy nhất tại Việt Nam có đầy đủ video ghi li hai giải đấu quan trọng nhất châu Âu gồm Ngoại hạng Anh và Champions League. Các cặp đấu hấp dẫn nhất ở vòng 16 Ligue 1 như Lens, Marseille Red và Bordeaux Young sẽ được 24h. Còn Việt Nam cung cấp video ghi li cực nhanh gửi đến độc giả trên nền tảng máy tính để bàn, máy tính bảng và điện thoại di động. Với việc liên tục cải tiến, tối ưu nhiều tính năng, đáp ứng tốt nhất nhu cầu xem lại của fan bóng đá Việt Nam, video ghi li trên 24h. Còn Việt Nam ngày càng được hoàn thiện, tạo nên sự thuận tiện nhất cho độc giả khi xem video. Nếu muốn xem luôn tình huống mong muốn, bạn đọc có thể sử dụng tính năng tua nhanh trên màn hình video với chất lượng cao. Độc giả có thể tùy chọn xem tình huống mình mong muốn trong một trận đấu bằng cách click vào các icon trên video chọn tua nhanh xem các mốc bàn thắng, các tình huống qua khác. Nếu muốn xem chậm theo cách thông thường để tận hưởng không khí trận đấu, theo dõi kỹ lưỡng nhất các tình huống trên sân, bạn đọc chỉ mất khoảng 3 phút để xem lại đầy đủ những pha bóng hấp dẫn nhất, với những pha quay chậm chân thực đến từng chi tiết cho những pha bóng đỉnh cao hay những tình huống gây tranh cãi trên sân. Hiện tại, chức năng xem video ghi li được tích hợp những cải tiến không thể bỏ qua.
độc giả có thể xem video theo kích cỡ 75% màn hình trên phiên bản desktop. Chất lượng hình ảnh rõ ràng hơn video thông thường nhưng vẫn có thể theo dõi nội dung còn lại của bài viết bằng cách kéo xuống dưới. Video Hili trên 24h.com. Việt Nam còn có một số tính năng nổi trội khác giúp độc giả trải nghiệm tốt hơn. Ví dụ tính năng tự động xem video trên bản mobile, tua nhanh 10 giây phòng chống mobile, hay tính năng tối ưu tương tác cho độc giả khi bấm vào dùng buyer. Không chỉ xem trên website, người đọc có thể thưởng thức các video Hilili U1 khi theo dõi thường xuyên trên hãng tin mới 24h. Còn Việt Nam